Hôm thứ bảy em có quay video báo giá một số xe ở showroom. Có nhiều anh chị hỏi em con xe Vios G mà mới chạy 9.000 cây số mua ở Bình Thuận ở đâu. Thì đây, hôm nay em nó nằm ở đây nè anh chị. Tại vì vừa về em nhập cọc online nên em để bên bãi á. Nên vừa trước báo giá tổng thể thì anh chị không thấy nó. Và hôm nay anh khách anh Trân ở Nghệ An bay vào để nhận xe. Thì em chạy về đây để chuẩn bị bàn giao cho anh. Xe này vừa về em nhận cọc online liền. Đó, chuẩn bị bàn giao. Em EcoSport này cũng mới về nè, mới chạy 13.000 km thôi. Civic em Soluto này vừa về cũng nhận cọc luôn à, 2022. Như một chiếc xe mới luôn. Mới tin nè. i10. Em sắp về thêm con Vios nữa. Vios mới chạy 2.000 cây số. Em Mazda 3 này chắc giảm giá tại vì xe hãng bên đây nó giảm nhiều quá. Bên em sẽ cho giảm giá của xe này nữa. Giá sẽ rất là hợp lý cho anh chị. Đây hôm nay em quay video cho anh chị xem con xe này ha. Cho anh chị nào tài chính dưới 400 triệu có một xe Accent bản đủ. Số sàn nha anh chị, hai đời. Đời 2018, bản full option, mới chạy năm mấy ngàn km thôi. Màn màu trắng, biển số 61 Bình Dương. Xe này bản full thì có cảm biến, có cam lùi đầy đủ hết. Có màn hình, có cân bằng điện tử luôn. Đem đi một vòng tổng thể cho anh chị xem ha. Xe màu trắng rất là đẹp. Đây, nước sơn còn cũng còn đẹp lắm, bóng bẩy lắm. Xe này về bên em cũng dọn rửa sạch sẽ rồi. Đèn là đèn bi, đèn tự động luôn. Và có dải đèn LED luôn nè anh chị. Accent đi khá là lành. Mấy em xe mà vừa tầm tiền nên anh chị hỏi em khá là nhiều. Có 388 triệu thôi nha anh chị, 388 triệu. Hyundai Accent số sàn đời 2018, bản full option, có smart key này, mở cửa thông minh nè. Mấy dòng đi lần dàn vỏ, vỏ Hankook, vỏ Hankook phía sau là phanh đĩa luôn ha, phía trước là phanh đĩa luôn. Vỏ cái mâm này chưa sơn nè, còn cái mặt giấy của xe mới luôn á. Để mở cốp cho anh chị xem. Phía sau là đèn này, đèn 3D luôn. Cốp thì có nút mở điện. Cái tấm này người ta lót thêm nè. Cái tấm này chắc đem bỏ đi quá. Nỉ zin theo xe. Đây. Cái này là zin theo xe nè anh chị. Đó. Thùng bọng là nguyên zin hết ha. Vào mở nội thất cho anh chị xem. Đây. Em này chắc xe cũng tương đối thôi. Ồ. Những chủ xe người ta bọc lại cái ghế, cái da. Cá nhân em thấy để cái nỉ zin nó sẽ đẹp hơn. Mà nỉ zin đi sẽ nóng. Cái này thì đi cảm giác sẽ mát hơn nè. Mà nhìn nó không đẹp bằng nỉ zin. Trần. Đó. Đây có camera hành trình. Cái này ở ngoài nó không chớp đó nha anh chị. Giờ em quay vào á. Có màn hình cam lùi đầy đủ hết. Số sàn của xe Hyundai đi thì nó nhẹ nhàng lắm. Vô lăng, cần số, côn. Đi đánh lái rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Để vào hai cái đầu cho anh chị xem. Đây, xe có smart key này, mở cửa thông minh nè. Mấy cái nút bấm này anh chị. Còn khá là mới ha, không hề có độ hao mòn gì bao nhiêu hết. Đó. Lắp bị cửa nè. Đây, những cái chi tiết này em quay rất cận cảnh cho anh chị xem. Cửa nè. Ốc máy là nguyên zin hết á. Nè. Đó, ghế tài nè anh chị. Hình quả trám. Xe có cân bằng điện tử đúng không? Đi sẽ an toàn hơn. Để em giảm cái. Đây. Đồng hồ nè. Đó. Vô lăng nè anh chị. Đó, vô lăng rồi nó còn đồ nhám nữa hết luôn ha. Đèn tự động, gạt mưa tự động đầy đủ hết. Có smart key nè, màn hình. Màn hình thì có map chỉ đường đồ đầy đủ hết. Nè. Đó, có map chỉ đường, có giới hạn tốc độ nè. Chìa khóa. Ồ, chìa khóa để trong bịch ni lông luôn, dễ sợ. Đây là cốc nguồn của camera hành trình. Đây, có camera hành trình. Đây. Đó. Cần số nó còn khá là mới. Nhưng máy xe đi lành lắm. Máy xe này mình đi bảo trì bảo dưỡng khá là rẻ. Với lại hệ thống của Hyundai thì trải dài khắp cả nước rồi. Vào hãng cũng được, hoặc là anh chị đi những cái gara sửa rất là dễ. Xe Hyundai, Toyota, xe Honda rồi sửa dễ lắm. Gần như là thợ cơ bản nào cũng sửa cũng được hết. Nước sơn cũng còn khá là đẹp luôn anh chị. Ok, để mở khoang máy cho anh chị xem nha. Giờ đây, máy xe này anh chị. Máy xe sạch sẽ. Bên em dọn rửa sạch sẽ rồi và cũng đã bảo dưỡng luôn rồi. Thay nhớt và lọc nhớt, bảo dưỡng trước khi giao cho anh chị. Giao anh chị cái xe đẹp, sạch sẽ và tươm tất luôn. Chỉnh chu, chất lượng tốt nhất. Đó.
xe chất lượng bên em sẽ đảm bảo tuyệt đối cho anh chị ha, những cái đó thì anh chị yên tâm. Cam kết máy hộp số chưa từng đại tu, không đâm đụng, không thủy kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng hết, tất cả xe bán đều đủ điều kiện để sang tên. Rồi xe này bên em đang chào bán với giá là 388 triệu nha anh chị, 388 triệu. Anh chị quan tâm xe này liên hệ Trương nha, qua số điện thoại 0972 608010 hoặc là 0707 272707. Xe này thì vẫn còn làm ngân hàng cho anh chị được, ngân hàng hỗ trợ được tối đa 70% giá trị xe. Chắc xe không có gì để bàn đâu, xe bên em đảm bảo tuyệt đối cho anh chị về mặt chất lượng ha, nên cái đó anh chị yên tâm. Rồi, và em cũng đang cần mua khá là nhiều xe về phục vụ anh chị có nhu cầu. Nếu như mà anh chị nào đang có nhu cầu bán xe hoặc là biết người quen để bán xe, giới thiệu giúp em nha. Xe không đâm đụng, không thủy kích, giá cả hợp lý thì bên em sẽ thu hết, không ngại đường xa. Đó, nếu như có xe bán thì anh chị alo em nha. Đây mấy xe bên em còn anh chị bán tải: Focus, Sorento, Innova, Wheeljack, Civic. Còn mấy xe bên xưởng nữa, bên bãi nữa, mấy anh em đi về để bên đó. Đây Kona, Mazda 3, Vios kêu mới về, mới chạy 2000 km. Rồi cảm ơn chị xem video nha, bye bye.